Có chi kiến của mình là mình là người có tiền, mình là quan trọng là mình chơi mà. Ừ. Đấy. Không, nhưng mà chứ. mỗi người góp ý một tí thì thật lòng thì cũng là cái hay. Hay. Yeah. Quỳnh ơi, Quỳnh nhìn lại xem nào, nó thấy khác hẳn không? Khác ở vườn bao nhiêu? Nhìn này. Cứ để này là sẽ bị cháy này. À. Nếu mà cứ để nó còn là cháy. Nó để khô là nó đanh, là nó đanh lá. Cháy à? Tức là nó không phải đanh lá, lá đẹp nhưng mà cái này là ngày trước khi quay mặt kia ra nó rộng. Anh Mạnh có biết cái nhà bên kia không? Ờ, cái nhà mà vừa nãy anh em mình nhìn thấy nhiều cây đẹp đẹp ấy. Ở nhà làm cũ đấy. Vâng. Không, ngày trước anh vào một hai lần rồi nhưng mà không quen đâu. Đấy, nhưng mà nhiều thì mình cứ bảo vào cho có không. Nhiều cây chắc nhà đấy giữ hay sao? Toàn cây hòm hòm. Ngày trước anh cảnh anh mua kinh toàn, đấy. Toàn cây hòm hòm đấy. Đấy. Xem các bác là đang mà thăm vườn nhà anh Huy ở Trường Yên, sân thượng, toàn trên sân thượng hết. Anh ấy không có ở nhà thì mấy anh em đi chơi thì vào, tôi xin phép tôi quay lại cái cuộc đi chơi vào cái vườn nhà anh ấy các bác nhé. Thế còn giá dầu số thậm chí anh ấy tôi cũng không biết đâu bác nhé, để xem nhắm cây nào hay hay tôi quay lại. Cũng bây giờ anh em chắc còn toàn lại phôi thôi các bạn, chứ hoàn thiện thì không có, bay hết. Cây này dữ liệu là nuôi tốt, khô để rất khô, dễ phun, đấy khô lắm. Khô. Trên còn trên sân ở trên nữa. Cái này nuôi biến á, nuôi sẽ biến rất là ác. Ai, cái quê này những thiên nhiên xinh xinh này. Xinh xinh, bệ biếc nó mà nhổ cái cỏ này ra thì đẹp hết đấy. Anh em chắc bắt hết rồi, vãn. Sung, sung này cũng đẹp. Có cái cây nào nó thật bắt mắt thì mình à. Cái xe công bảo nào vừa lấy luôn đấy. Ôi giời. Đấy, về chắc cái kia đi là xong. Nếu đi mà mạch về luôn đó phải vào thằng kia. Quay móng ấy chứ. Móng. Móng đấy. Móng thịt gạo đấy. Đấy, bệ biết đẹp. Đẹp mà. Hay. Con đẹp. Nãy em soi cái đấy. Được. Nhỏ nhỏ mà cái cỡ bê đi được đấy anh ạ. Bế được. Xem nào. Không nhìn con bé này có ra nhiều. Đấy, xin phép bác chủ là cứ đến quay cái đã. Đây, chắc có cái cây này là form nó ổn ổn rồi và nhìn nó sạch sẽ hoàn thiện. Cây này sức hoành.
ngược sáng. Ở đây cho nó ngay nhá. Đây, đi 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 vào trong này. Đi vào trong này đi. Rất nguy hiểm. Đi vào đi cháu ơi. Không không ra ngoài đâu. Đấy. Đi vào trong này xem có cây nào đẹp giới thiệu. Đấy đấy trong này. Vào đây con ơi. Xem bố có cây nào đẹp giới thiệu. Ngó đấy rất là không tốt. Không không thò đầu ra đấy đâu nhá. Ở trong này nhá. Bố làm cái lỗ to thế. Bố làm cái lỗ to thế. Chui lọt người cả người lớn. Đây nuôi được này. Đây này nuôi được này anh. Nhiều tiền. Vâng. Đấy, con ấy nuôi này. Cũng đóng ghép đấy chứ, đúng không? Ghép mà. Đấy. Nhưng mà nhìn nó lên. Hả? Nhìn cỡ nó lên được. Lên. Em cầm nó khoảng bao tiền? Con này á. Chắc nó phải tầm cỡ bình dân nó không tầm chắc khoảng loanh quanh 30. Không đến. Không đến. Được, con ấy được. Đấy, cái mặt đấy nhìn sướng rồi nhỉ. Được. Loanh quanh nãy giờ em chẳng thấy cây nào hơi hay hơn cái đấy. Phôi ấy. Con này cũng đáng hết. Vâng, con đấy này. Hai con cạnh nhau lấy được. Con này cũng sướng. Đấy, sướng. Đẹp. Đấy, nhắm bế con ấy được. Nếu mà giá hợp lý thì hay quá. Lên trên phát nhỉ. Đi lên lên đi anh đi. À này, cầu thang này nhìn cũng gian nan phết nhỉ. Anh em. Nó cứ leo trèo nó mang lên là mâm. Vâng. Mình mà có cây nào mà bắt được ở trên ý là chắc là phi ba bước chân là đến nơi. Ngày xưa trẻ trâu đi ăn trộm hoa quả. Phi có thép cài thôi. Cào sứt hết người chẳng thấy đau gì cả. Đấy. Nhưng mà nói chung là cứ phải hết sức cẩn thận. Đúng là anh em chơi bắt hết rồi anh. Còn lại mấy cái đồ anh em là chịu khó nuôi được thì bắt. Chắc nó không rẻ đâu. Ôi, mười. Ừ, trực bệ vệ đấy anh nhỉ. Ừ. Ừ, cái đoạn này sướng. Ừ. Bãi bãi này xem thế nào. Con năm thân mà hôm ở nhà trọng nhàng trọng cái con nó lại tôi bảo mấy lần đấy. Đứng đứng đây chóng mặt phết đấy. Đấy chính là con hôm không có lan can chóng mặt. Lan can mình sợ lắm. Mình yếu bóng vía. Nhìn mấy cái không có lan can thì sợ lắm. Đấy. Sân trên sân dưới. Tất cả sân thượng hết. Ai phải đứng sang đây nhìn sang bên vườn bên kia kìa. Đấy. Nhà bác kia kìa. Nhà này thì nhìn là biết là giữ cây rồi. Chắc không bán thì cũng chỉ 1-2 cây thôi. Toàn cây hòm hòm. Có cái cây kia hay này. Góc kia. Ui mẹ. Chắc phải tắt máy quay này xuống hay sợ quá. Quay mông trở lại. Ây chà. Rùi. Ui.
bò này xong làm lộ lên cũng hay. Đấy Quỳnh ơi, con đấy con điều đầu nó bảo ấy này. Đấy. Đi loanh quanh lại đá phải cái cục hay. Con này nuôi được quá. Anh thử xoay mặt kia xem có ổn không. Được, được. Mới thu nhưng mà phải nuôi được. Thụ ấy, nhìn nó thụ. Được. Nuôi lên thi đấu với con anh Tùng đang đấy cũng là con anh đang ý tưởng để làm thêm một con nữa đấy. Đấy cũng là được, như con này là hợp lý là bế luôn. Hợp lý theo cái chuyện là làm mấy tiền con này á. Đây là mặt sau rồi đúng không? Mặt sau, đây là sau tổ chất da mỏng. Sao? À, con này thì phải phóng cút thật là lâu thì mới xong mới phá được. Xong mới hạ được cái nhịp đầu tiên. Nó đang cái Tùng ạ. Ơi, đẹp đấy. Đấy, quan trọng là yêu được. Bế được không? Tất nhiên mình nhắm là có nét rồi đúng không anh? Bế được không? Không lấy thì lấy được chứ, quan trọng là tầm tiền nào để nó phù hợp với chứ bây giờ. Em nghĩ con này mà tầm loanh quanh gần 20 là suy nghĩ gần 20 thì còn phải nuôi mà phải nuôi, nhưng mà dữ liệu có cái form mình thích rồi là được. Cái này mà lấy bóng thì nhanh lắm nhưng mà để nuôi chuẩn chỉ thì nuôi thử như anh có đấy, đấy 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 thì cứ phải bình tĩnh đấy, phải bình tĩnh. Được, có một số cây hay chứ nhiều cây hay quá mệt đấy. Một hai cây hay thôi bắt, nếu có bắt được sướng, nhiều cây quá hoang mang. Đấy. Cái phôi này nuôi được này. Đóng vào thôi nhưng mà được, nó liền. Nó liền, dữ liệu hay. Đó. Chắc tầm phôi cỡ này chắc có cây này thôi. Ok, rồi, dừng máy để tôi đi ngắm kỹ hơn tí.